Đi theo nha má. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Kiếp thả, kiếp sau má con mình gặp lại. Lấy khăn bịch vô đi lại kìa, người ta lại Thank you.
Thank you.
Thank you.
xong rồi thử. Rồi giờ tiên ra. Đầu tiên ra để dậy là ngoài. Tốt. Chiều chiều lọt. Đừng sợ nha, đừng có sợ. Chiều rồi có nóng chút thôi à, đừng có sợ nha, nha. Yeah.
Thank you.
Thank you.
sao kiếm lại lên. Đó, tại sao không có gọi bằng Messenger đấy để đúng. Coi mà phải livestream cho vậy? Chỉ gọi Messenger với cho người ta nói chuyện. Đó là thầy đó. Khỏi cần là livestream. Thầy.